Kinh Liên Nguyễn Hòa Kiển mến chào bà con. Thì hôm nay mình tiếp tục trở lại nhà vườn Vinh Văn Giang, giao lưu một số mặt hàng hoa trang đang rực rỡ hoa chơi Tết và một số cây dáng đẹp thế bonsai nha bà con. Như ví dụ như là đây là cái cây vàng son lá trung nè, rồi một số cây bụng hoàng cam đang có nụ rất là đẹp nha, rồi hồng phấn hương, hồng phấn thơm, rồi mấy cây nói chung là rất là nhiều. Rồi mình cùng gặp anh Giang giao lưu bà con ơi. Rồi chào anh Giang. Rồi chào anh Liên Nguyễn, chào bà con của mình nó rất gần xa nha. Cũng gần Tết cái nhà em có vài bữa là ngưng ra. Shipper nó không có nhận hàng nữa không anh? Do cận Tết nó phát không kịp ha. Mình tranh thủ thời gian này nha bà con. Tranh thủ cái nhà theo ủng hộ ha. Rồi, cây đầu tiên, mã số thứ nhất, số 1. Số 1 là vàng son lá trung. Vàng son lá trung, cái bông nó cũng không. Đó. Cái 60 sao. Rồi. Dài quá. Đây, cây này đang có hoa, có nụ luôn ha. Hoa đẹp nè. Mấy này là em nụ rất nụ rất nhiều và nụ rất đậm luôn bà con ơi. Cây này về bà con chơi liền chơi Tết luôn nè. Đây nó này, trời ơi quá trời nụ, nụ lớn nụ bé. 8 nha cả nhà. Rồi hoành thì hoành hoành này 8 ha, thấp thân ngắn ha. Thân cúc lùn. Cúc một cúc lùn. Cây này sống chậu từ nhỏ. Phơm tàn. Cây là 250g bao sống bao chiếc còn quá cả nhà. Rồi, cái phơm tàn này xè tròn đều không bà con. Đây cả nhà ha. Đó. Một cặp thì nó 400k. Cặp 400k. Một cây nó thì 250. Cây 250. Này bà cây con tặng cây cũng bằng cam như cây mẫu gì đi ha. Lấy cây mẫu gì đi. Rồi, nếu bà con nào mua đơn hàng một cây ha anh nha. Ờ, em tặng cây cũng bằng cam cây mẫu vậy. Rồi. Cái này là như chi ăn cả nhà vườn ấm hoa cũng bằng cam chơi nha. Cái này cao tầm như em tính nó 45-50. 45-50 cây cũng đang có bắp nụ. Đó thì mấy cái cây thường chậu, sống chậu từ bé vậy nè, bà con yên tâm vận chuyển đi xa rất là ok, bà con về chơi liền ngay tức khắc luôn, không cần phải một cặp thì như vậy nè, một cặp thì vậy, một cây thì nó đây cặp vậy đó. Hoa rất là đẹp luôn nha bà con. Rồi ok, mã số 1. Mã số 2 bây giờ lên. Đó, số 1 thì đây. Đó thì hai cây vừa rồi là cũng giống nhau tương xứng một cặp nha bà con. Mã số 2 này thì uống hiểu kiểu một nước nè. Mã số 2 là một cái cây tạo dáng tác phẩm rất đẹp. Uống kiểu gì đây, một cặp sông long gì? Uống kiểu là rồng uống nước. Cây đang nụ rất là nhiều luôn. Đó. Mình để cái cây một cây dưới cây trên đi anh này. Dài nó tính đi. Chút 65. Chút 65 đi. Cây chiều bay nó 65 ha. Dán này dán long nha bà con. Mình đo của mấy chị luôn là 6,5 cả nhà. Bên này cũng vậy nè. Này bà con về nếu mà có sang chậu bà con để lên cái đôn cho nó hỏng lên, chứ nếu không để vậy nó sát đất nha. À đôn cao lên. Rồi bên này mình tích một cây sao vậy, anh cầm sao đây anh? Một cây là 400g bao sống bao chip toàn quá cả nhà. Một rồi nó thì 700 mà. Cây 400k cặp 700. Mã số 2 cả nhà. Cây này thì đang rực rỡ hoa ha, còn cây này thì đang bứt nụ nhiều nha. Rồi bà con cứ chọn lựa thoải mái. Dạ đúng rồi. Chọn bút đem kiếm bút cho cả nhà mình luôn. Rồi. Đi theo mã số 3. Rồi. Trên một combo nhiều cây này ra. Rồi chắc em sẽ là 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 cây, 5 cây rồi. 5 cây bụng hoàng cam. 24 mới có 245 à, 24 mới 5 à anh ơi. 6 anh thầy. 5 rồi, cây này là 6. 6 cây, cây nào cây nấy cũng đang có nụ nụ hết trơn ha. Trời ơi chơi đấy luôn rồi, chơi tẳng đơn luôn à. 7 cây luôn. Okay, 7 cây. 7 cây như vậy là một mã duy nhất nghe cả nhà. À. Rồi, 7 cây 250k bao sống bao chip toàn quốc cả nhà. Rồi. Cũng hoàng cam. Cũng hoàng cam 7 cây. Cao tầm đó 103 động thước. Tính đó, cái này 45 50. 45 50 ha. Cây nào cái nấy cũng có búp hết trơn trên đồng vậy rồi. 250k. Rồi. 7 cây 246 7 cũng hoàng cam. 7 cây cũng hoàng cam. Rất là rẻ luôn bà con ơi. Mã số 4 không ạ? À? Số 4. Mã số 5 là thứ cây nữa đây ha. Mã số 5 là cây hồng tím thơm. Pháp hương. Cây này thôi.
cây này đang nụ quá chừng nè. Hồng tím thơm, bên đây pháp hường đang có hoa. Cây này là cây hồng tím thơm nữa ha, không được trùng ha. Một. À, hồng tím thơm. Hồng tím rồi ha. Để chơi có một cây nhất luôn nè. Rồi, cây gì đây? Vàng vườn hoa mai nè. Mã số 4. Vàng hoa mai luôn. Này hai cây thì trùng. Vàng son hoa mai ha. Đó, cây phụ màu cam gì nữa đi. Rồi một cây phụng hoàng cam là 4 loại. Đây đây, chơi luôn. À, cây vàng son cẩn thận đó ha. Đó, thương mãi luôn nè. Rồi. 5 cây 5 loại cả nhà. 5 cây 5 loại khác nhau. Tính 40. Bình quân nó khoảng 45-50. 45-50 hơn luôn cả nhà nè. Rồi. Đâu, trong động vậy đi. Ok, 5 cây này loại, tính giá sao đây? Cây ghi ra. Phụng hoàng cam. Mã này mã số mấy nè? Mã số 4. Số 4 hả? Dạ. Yeah. Số 4 cũng bằng cam. Vàng son Cần Thơ. Rồi. Vàng son hoa mai. Rồi. Hồng tím thơm. Rồi. Và cây pháp. Pháp hường. Pháp hường. Rồi. 5 cây 5 loại luôn nhà mình 250k bao sống bao tiếp còn quá cả. 250k luôn. 250k luôn. Quá rẻ bà con ơi. Cây có những cây đang nụ rất là đã luôn. Nụ bây giờ cái này để chậu chơi Tết luôn ha. 5 loại hoa, bà con sưu tầm thì sưu tầm được à, 5 loại. Còn vài cái nha. Cái mã số 5. Số 5. À, hoa nước ngoài luôn nha, hoa Việt Kiều. Hoa Việt Kiều ha. Việt Kiều luôn. Cây này có một thời quanh quanh cái nha. Cam Việt Kiều, cam Đài Loan. Cam Việt Kiều, một thời quanh quanh là dưới thẳng hết cả. Thấy vậy mà cam 1m3 cái nhà mình đó. Ngang 75 cam 1m3. Rồi, thoát thân. Ốm như tôi ha, 80. Cây chân dài ốm. Ốm như tôi hả? Vậy đây thì tại ngay cái mắt đây em không có đo được. Mình đo trên, đo trên đi. Ở được trên dưới. Nhỏ cái này nó dễ lắm rồi. 143 dưới thẳng. Quành 8 cái nha, cái nhà mình đó. 8, đo rồi. Nhỏ đi. Cây gì với luôn nhà mình là 250 gram bao sống bao tiếp còn quá cái nhà mình đó. 250. 250. Rồi, ok. Bây giờ cái này là 250 làm như vậy với nhà mình, em chia tặng một cặp phụng hoàng cam luôn đi. Tặng một cặp cây phụng hoàng cam chơi. Ờ, chơi luôn, cái này là tặng chia ăn luôn nha. Rồi. Đó, tặng cái nhà một cặp phụng hoàng cam. Ok. Mã số 5. Cam Đài Loan à, 250. Tiếp theo, mã số 6. Mã tiếp theo cái nhà mình. Rồi, cái này nở rồi, nở rồi. Cây này lá nó bị đóng bụng nha. Đúng rồi, nó... Đóng sình. Đóng sình giống em loại sình có nhà nó cũng vậy. Thường sọc Dubai. Dubai sọc hả cái nhà? Dubai sọc chứ. Dubai sọc. Dubai sọc. Cao nó, ông tính 75 thôi. Ngang gì sao bao tách. Ngang 80 thôi, hết biếng cái xe xe ràng quá trình ha. Đây nè, cái hoa nó cũng rất là đẹp nha con. Cái đuôi con phượng vàng trời. Rồi, cái này giá sao đây? Cái này giá luôn cả nhà mình là bây giờ cái giống không mắc rồi ha. Ừ. Sao, tính sao? Cái này giá luôn cả nhà mình là 700k bao sống bao ship còn quá cả nhà mình. 700k bao sống bao ship luôn ha. Quay cái chậu coi em coi. 100 ngàn cái nhà cái giống. Thuần chậu nè. Quay cái chậu em quay cái đế cái anh nha. Đó. Cây này sống chậu từ nhỏ à. Nuôi em nuôi chậu từ nhỏ luôn à. Nó bị đóng móc đóng meo tùm lum chân mà con cây này rất khỏe nha. À, số 6 ha. Mã số 6. Là Dubai sọc cả nhà. Đó, đó cây duy nhất luôn á. Cây duy nhất. Mã số 7 nha. Mã số 7. Đem cái cây gì đi. À, vàng son lá trung. Cái này cái hoa nó gần nhà tàn cái nó ngã cái màu nhạt nha, màu ngà ngà bà con. Còn lúc mà mới nở ra đỏ, chân nó đỏ nè, cánh hoa nó vàng rực luôn. Đó. Này nó đổi màu. Đây. Cây này nụ nhiều nha bà con. Cây này cao nó tầm 70 gần 75. 70 luôn đi. Chị heo vậy cho chắc ăn. Ngang nó cao 70, ngang mấy? 70 luôn. Ngang 70 luôn.
hoành gốc nó cỡ như 6-7 cái nhà mình đó. Đâu, hoành gốc đâu? Hoành gốc đây, đây, đây. Đây, cái này bà con muốn ấy thì bà con cắt lên cao lên nha, con cốt lùng nha. Này, hoành này cũng 6-7. Hai chậu mình đun là nó sẽ lồi đế lên. Ok. Cái như vậy với luôn cái nhà mình là 250k bao cắt. 250k ha. Rồi, rồi, cái này là mã chót ha cả nhà. Rồi, cây này mã số 7 không mình nha. Mã số 7, mã chót luôn ha. Rồi, ok. Rồi, mã số tặng thêm cây phụ mồng cam nha cả nhà. Ồ, khuyến mãi rồi tặng thêm cây phụ mồng cam nữa. Khuyến mãi tặng thêm mã chót là cây mã số 7. Rồi. Giờ để em ghi cây kìa. Rồi, cảm ơn cả nhà mình đã xem hết video. Mong cả nhà hãy thương tình ủng hộ Liên Nguyễn Hoa Kiển, mà thích mình được đăng ký kênh nha. Rồi, rồi, cảm ơn anh Giang nha. Hẹn gặp lại bà con những clip khác nha bà con. Cảm ơn bà con rất là nhiều. Chúc bà con một ngày xem clip thật vui vẻ ạ. Rồi, bye bà con.